Lời đầu tiên thầy xin gửi lời chào đến quý bậc phụ huynh. Thầy xin gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Xin chào tất cả các bạn võ sinh đang tham gia tập luyện bộ môn karate. Trong chương trình tự học karate tại nhà, trong bài tập, trong nội dung ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các em học sinh và hướng dẫn cho tất cả các bạn võ sinh đang tham gia tập luyện bộ môn karate về bài tập khởi động chung để trước khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật của bộ môn võ hoặc là thực hiện các kỹ thuật của bộ môn karate nói riêng. Thì như chúng ta đã biết, trước khi chúng ta tham gia chơi một cái nội dung thể thao nào đó hoặc là chúng ta tập một bộ môn võ đặc trưng thì điều tất yếu là chúng ta phải thực hiện nội dung đầu tiên không thể thiếu được, đó là nội dung khởi động chung. Bởi vì khi chúng ta khởi động thì sẽ làm cho cơ thể chúng ta nóng lên. Chúng ta khởi động thì làm cho cả cái cơ trong cơ thể chúng ta nó sẽ giãn ra. Để khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật trong thể thao, nó sẽ an toàn và không gây chấn thương. Còn nếu khi chúng ta chơi một nội dung thể thao, chúng ta chơi một môn thể thao nào đó mà chúng ta không chú ý đến vấn đề khởi động thì nó rất là nguy hiểm. Nó rất là gây chấn thương cho chúng ta khi chúng ta thực hiện các kỹ thuật khó hoặc là chúng ta thực hiện những kỹ thuật nhân. Nó rất là nguy hiểm đấy các bạn. Cho nên trong bài tập ngày hôm nay của chương trình tự học karate tại nhà, thầy sẽ hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn cụ thể và hướng dẫn chậm những kỹ thuật khởi động chung. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho tất cả các em về các bài tập khởi động như sau. Bài tập khởi động thứ nhất, đó là bài tập khởi động cổ. Đối với bài tập khởi động cổ này, chúng ta chú ý ở tư thế chuẩn bị: hai chân đứng rộng bằng vai, lưng thẳng, hai vai thẳng và mắt nhìn thẳng về phía trước. Đồng thời hai tay chống hông. Chúng ta sẽ hô 2 lần nhân với 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là chúng ta sẽ xoay cổ. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo là động tác xoay cổ tay, xoay cổ chân. Chúng ta thực hiện như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta ngược lại và đổi chân: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba là động tác xoay khuỷu tay. Lưu ý, hai tay dang ngang, nắm hờ tự nhiên. Hai chân đứng rộng bằng vai, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Và chúng ta thực hiện quay ở cái khuỷu tay. Chúng ta thực hiện theo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại: 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Động tác thứ ba, động tác xoay khớp vai. Xoay khớp vai thì chúng ta hai cái bàn tay đặt lỏng tự nhiên lên trên khớp vai này và chúng ta xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo, động tác xoay vai, thả lỏng, thẳng tay. Chúng ta nắm hờ tay và chúng ta xoay hai cái khớp vai này bằng cách là thả lỏng hai cái bàn tay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Động tác tiếp theo là động tác xoay hông. Động tác xoay hông, chúng ta đứng ở tư thế hai chân đứng rộng bằng vai, lưng thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước và hai tay chống hông. Sau đó chúng ta xoay từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo là xoay gối. Xoay gối là yêu cầu tất cả các em chú ý. Động tác xoay gối thì chúng ta đứng ở hai chân rồng bằng vai hoặc là hơn vai, hai tay chống nhẹ lên hai gối và chúng ta sẽ xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo xoay gối khép hai chân lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo là lắc hông. Hai chân bước sang ngang rồng bằng hai vai và chúng ta thả lỏng hông ra, chúng ta lắc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kỹ thuật tiếp theo là chúng ta ép xuống bên gối phải, gối trái và ép giữa. 1, 2, 3 ở giữa, 1 bên phải, 2, 3. Nội dung tiếp theo chúng ta đứng ở tấn trung bình. Tấn trung bình, chúng ta chú ý ở tấn trung bình, hai tay chống nhẹ lên hai gối và chúng ta ép vai. 1, ép vai phải xuống. 2, ép vai trái, thả lỏng vai ra. Lưu ý đối với động tác này, chúng ta thả lỏng vai và chúng ta ép nhẹ xuống. 1, 2. Nội dung tiếp theo là xoay qua bên trái để chúng ta thực hiện động tác ép trước. 1, 3 và phải. 2. Chú ý đối với động tác này, gập gối trước, gối sau thẳng, lưng thẳng, ép xuống, ép sâu xuống. 1, 2, 3, 4. Ngược lại. 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4. Chúng ta có thể đếm 2 hoặc 4 lần. Sau đó chúng ta chuyển sang ép hông phải, ép ngang. Bây giờ chúng ta xoay ngang lại. Tiếp tục chúng ta ép ngang xuống. 1, 2, 3, 4. Ngược lại. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Ngược lại. 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo đó là ép dọc. Chúng ta chú ý ép dọc là chúng ta phải duỗi thẳng cái mũi chân lên. Đây. 1, 2, 3, 4. Ngược lại. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chú ý đối với động tác ép dọc này là chúng ta
phải duỗi thẳng cái mũi chân lên phía trước như trong hình chúng ta theo dõi. 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó là các cái động tác ép dọc, ép ngang và các cái động tác xoay gối chúng ta chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một vài động tác như sau. Chúng ta lồng hai bàn tay này, lồng hai bàn tay lại vào nhau và chúng ta đưa lên phía trên, phía sau, trên và sau của đầu chúng ta kéo xuống. 1. Tức là chúng ta kéo căng cái phía sau của cổ này, kéo xuống. 2. Chúng ta dùng cái bàn tay như thế này, chúng ta đẩy ở dưới cằm, đẩy lên. 3. Kéo sang phía bên phải. 4. Ngược lại. 5. Tiếp theo chúng ta chuyển kỹ thuật, đó là chúng ta ép các cái bàn tay này, ép đây, chúng ta thả lỏng cái tay ra, thả lỏng cái bàn tay và chúng ta kéo vào. 1. Kéo vào. 2. Là kéo ngược lại, kéo thẳng tay nhé. Đây chúng ta chú ý này, kéo thẳng tay. 3. Ép xuống, ép ở cái ngón cái xuống, chúng ta chú ý. Đây, ép xuống và đổi tay, tay trái cũng như vậy. Thầy đứng hướng này để cho tất cả các em được quan sát này. Thầy đứng hướng này để chúng ta xem. Bẻ kéo cái tay vào đấy. 1. Kéo vào nhá. Đây, kéo căng vào. 2. Kéo ngửa ra, ngửa cái bàn tay ra. 3. Thả lỏng tay và ép từ ngón cái xuống. Tiếp theo chúng ta ép cái vai, dùng cái tay trái này, dùng tay trái ép cái vai phải, ép qua. 1. Xoay, xoay cái hông vừa thôi và chúng ta chủ yếu là xoay cái vai này, ép cái hông vào bên hông này và cái vai phải này, ép qua. Ngược lại, tay trái ngược lại cũng như vậy. Chúng ta chú ý ép được cái lườn này, ép được cái bên hông này, bên vai, kéo qua. Đấy. Kỹ thuật tiếp theo, đưa cái bàn tay sau chúng ta kéo làm sao. Đấy. Kéo qua. Hai, ngược lại, tay trái. Đấy, vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho tất cả các em một số cái động tác, một số cái kỹ thuật của bài tập khởi động chung. Đây là bài tập khởi động chung nha các em. Và bài tập lần sau, bài tập tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em về các cái động tác khởi động chuyên môn của bộ môn karate như thế nào. Thì xin hẹn với tất cả các em trong bài tập thứ hai. Bài tập tiếp theo đó là nội dung các bài tập khởi động chuyên môn của bộ môn karate. Rồi xin chào và hẹn lại tất cả các em trong bài tập tiếp theo.